Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Chủ tịch Gary Gensler thảo luận về cách áp dụng luật chứng khoán đối với tiền điện tử. Chủ tịch SEC khẳng định nếu tổ chức phát hành tiền điện tử đang huy động tiền từ công chúng bằng cách bán loại tiền điện tử đó và công chúng đang mong đợi lợi nhuận dựa trên việc mua tiền điện tử, có thể coi loại tiền điện tử đó là chứng khoán và hoạt động đó nằm trong luật chứng khoán. Gary Gensler nhấn mạnh, luật chứng khoán để bảo vệ các nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin đầy đủ và công bằng, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư khỏi gian lận và những dự án lừa đảo. Ông khẳng định, hoạt động huy động vốn từ cộng đồng bằng cách sử dụng tiền điện tử là các token, hoạt động đó cần phải tuân thủ các điều khoản chống gian lận của đạo luật chứng khoán. Thông tin tiếp theo, ví nhân dân tệ kỹ thuật số nằm trong số các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất ở Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ví nhân dân tệ kỹ thuật số đã nằm trong số các ứng dụng được tải xuống nhiều nhất ở Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nhà phát triển phần mềm đang hợp tác với chính quyền tại 10 thành phố thí điểm, nơi họ đã cung cấp và bắt đầu thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Trung Quốc muốn quảng bá tiền tệ kỹ thuật số trước Tết Nguyên đán, bắt đầu vào ngày 1 tháng 2, thời điểm phổ biến để tặng bao lì xì. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 cũng sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 2. Du khách tại các địa điểm ở thủ đô sẽ có thể sử dụng nhân dân tệ kỹ thuật số. Theo một báo cáo của china.org.cn, các khoản thanh toán bằng nhân dân tệ kỹ thuật số đã tăng vọt trong tuần qua. So với các quốc gia khác đang nuôi tham vọng tương tự, đồng nhân dân tệ kỹ thuật số đang là CBDC tiên tiến nhất thế giới. Tiếp theo là thông tin Jack Dorsey đang lên kế hoạch thành lập một quỹ mới giúp bảo vệ các nhà phát triển Bitcoin. Quỹ của người sáng lập Twitter, đồng thời là CEO của Square, sẽ hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin, những người đang bị khởi kiện về cáo buộc vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Quỹ sẽ cung cấp kinh phí cho các cố vấn bên ngoài, hỗ trợ nhà phát triển giải quyết các tranh chấp pháp lý có thể làm gián đoạn công việc của họ. Quỹ sẽ giúp chỉ định người bào chữa, đề ra các chiến lược bào chữa và xây dựng các dự luật pháp lý. Dịch vụ được đề xuất sẽ miễn phí cho các nhà phát triển dự án dựa trên Bitcoin, đặc biệt là các dự án liên quan đến phát triển Lightning Network. Trong thời gian đầu, quỹ sẽ được vận hành bởi các tình nguyện viên và luật sư bán thời gian. Quỹ không tìm cách huy động thêm tiền cho hoạt động của mình, mà sẽ làm như vậy theo chỉ đạo của hội đồng quản trị nếu cần cho các hoạt động pháp lý tiếp theo hoặc để trả lương cho nhân viên. Và thông tin cuối cùng, hoạt động khai thác Bitcoin ở Kazakhstan đã khôi phục 90%. Theo Alan Dorjiev, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp, Trung tâm Dữ liệu và Blockchain Quốc gia Kazakhstan, các công ty khai thác Bitcoin lớn đã khôi phục từ 80% đến 90% sản lượng sau nhiều ngày náo loạn. Dorjiev nói rằng, các thợ đào đang làm việc để khôi phục hoạt động sản xuất ở mức tối đa trong thời gian ngắn nhất có thể. Ông dự báo rằng, tình hình sẽ hoàn toàn ổn định trong vòng một tuần. Hiệp hội đại diện cho 25 thợ đào lớn đã đăng ký, chiếm 70% tổng dân số khai thác của địa phương, sử dụng 600 MW điện. Họ cho biết việc ngừng hoạt động chỉ là tạm thời. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.